5 cách tự nhiên giảm táo bón hiệu quả mà không cần dùng thuốc. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video hôm nay. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 cách tự nhiên để giảm táo bón hiệu quả mà không cần dùng đến thuốc nhuận tràng. Đây đều là những phương pháp đã được các chuyên gia khuyến nghị áp dụng. Nếu như bạn đang gặp phải vấn đề táo bón kéo dài, hãy theo dõi đến cuối video để tìm ra giải pháp nhé. Táo bón không chỉ khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, mà nếu kéo dài, nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Rất nhiều người thì đã tìm đến các loại thuốc nhuận tràng, nhưng chúng chỉ giúp giải quyết vấn đề táo bón tạm thời và thậm chí có thể gây lệ thuộc thuốc nếu như sử dụng lâu dài. Chính vì vậy, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn 5 cách tự nhiên mà các chuyên gia tiêu hóa đã khuyến nghị giúp cải thiện tình trạng táo bón một cách an toàn và lâu dài. Thứ nhất là bổ sung chất xơ từ thực phẩm tự nhiên. Chất xơ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Nó không chỉ giúp làm mềm phân mà còn giúp thúc đẩy nhu động ruột, giúp phân dễ dàng di chuyển qua ruột. Có hai loại chất xơ mà chúng ta cần chú ý chính là chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Cả hai loại này đều quan trọng. Chất xơ hòa tan thì có trong các loại trái cây như là táo, chuối, lê và yến mạch, giúp giữ nước trong phân, làm mềm phân. Trong khi đó thì chất xơ không hòa tan có trong rau xanh như là bông cải xanh, cải bó xôi, giúp làm tăng khối lượng phân và kích thích nhu động ruột. Theo các chuyên gia thì để đảm bảo hệ tiêu hóa hoạt động tốt, mỗi ngày chúng ta nên tiêu thụ khoảng 25-30g chất xơ. Bạn có thể dễ dàng bổ sung chất xơ thông qua các thực phẩm giàu dưỡng chất và phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Như chuối là một trong những lựa chọn tuyệt vời, nhờ lượng chất xơ dồi dào và dễ tiêu hóa. Ngoài ra thì bông cải xanh, rau mồng tơi và các loại ngũ cốc nguyên hạt như là yến mạch hay là lúa mạch đều là những nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời. Chỉ cần một chút điều chỉnh nhỏ trong chế độ ăn hàng ngày thì bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy sự cải thiện đáng kể trong hệ tiêu hóa của mình. Cách thứ hai rất đơn giản nhưng cũng không kém phần quan trọng, chính là uống đủ nước mỗi ngày. Nước sẽ giúp làm mềm phân, làm giảm áp lực lên thành ruột và giúp phân dễ dàng di chuyển hơn qua đường ruột. Khi mà bạn uống không đủ nước, cơ thể sẽ hấp thụ nước từ phân khiến cho phân trở nên khô cứng và rất khó đi ngoài. Chúng ta cần uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày hoặc là nhiều hơn nếu như bạn vận động nhiều hoặc là thời tiết nóng. Nếu bạn không quen uống nước đều đặn thì hãy mang theo một chai nước bên mình để nhắc nhở bản thân. Đặc biệt, uống một cốc nước ấm vào buổi sáng sau khi thức dậy có thể giúp kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và dễ dàng đi vệ sinh hơn. Thứ ba là tăng cường vận động nhẹ nhàng. Hoạt động thể chất thì không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể mà còn giúp kích thích nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Các hoạt động như là đi bộ, chạy bộ nhẹ hoặc là tập yoga đều có tác dụng tích cực đến quá trình tiêu hóa. Không cần phải tập luyện quá nặng, bạn chỉ cần dành ra khoảng 30 phút mỗi ngày để vận động nhẹ nhàng cũng đã đủ để cải thiện tình trạng táo bón. Đối với mình thì việc kết hợp vận động nhẹ nhàng hàng ngày với chế độ ăn uống lành mạnh đã mang lại hiệu quả rất lớn trong việc cải thiện táo bón. Bạn hãy thử áp dụng và cảm nhận sự cải thiện. Và cách thứ tư mà mình muốn chia sẻ là bổ sung thực phẩm lên men vào chế độ ăn uống. Các thực phẩm lên men như là sữa chua này, kim chi, dưa muối thì rất giàu probiotic, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa. Probiotic là những vi khuẩn có lợi, giúp bảo vệ niêm mạc ruột, kích thích nhu động ruột và từ đó sẽ hỗ trợ quá trình tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón. Các chuyên gia khuyên rằng chúng ta nên ăn một khẩu phần thực phẩm lên men mỗi ngày để duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Ngoài ra thì việc bổ sung probiotic cũng giúp giảm thiểu tình trạng táo bón mãn tính một cách hiệu quả. Cách thứ năm cũng rất quan trọng nhưng thường bị bỏ qua, đó chính là hình thành thói quen đi vệ sinh đều đặn. Nhiều người trong chúng ta thì có thói quen nhịn đi vệ sinh do bận rộn hoặc là do ngại đi, nhưng đây chính là nguyên nhân khiến táo bón trở nên trầm trọng hơn. Cơ thể chúng ta cần một thời gian cố định mỗi ngày để đào thải chất cặn bã ra ngoài. Bạn hãy cố gắng tạo thói quen đi vệ sinh vào một khung giờ nhất định trong ngày. Ví dụ như là vào buổi sáng sau khi thức dậy, điều này sẽ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động nhịp nhàng hơn. Ngoài những cách tự nhiên mà mình vừa chia sẻ, thì đôi khi cơ thể của chúng ta cũng cần thêm sự hỗ trợ từ các sản phẩm chuyên biệt để giúp điều trị táo bón một cách triệt để hơn. Và sản phẩm mà mình muốn giới thiệu hôm nay chính là Insotagon. Sản phẩm này thì đã được nhiều chuyên gia tiêu hóa khuyên dùng. Insotagon chứa các thành phần tự nhiên như là sorbitol, fos, fibregum, mủ chôm, galactofructose, lợi khuẩn bacillus và một số vitamin nhóm B. Trong đó thì thành phần sorbitol và galactofructose là các chất nhuận tràng thẩm thấu. Chúng có khả năng kéo nước vào lòng ruột, giúp phân giữ được độ ẩm cần thiết và làm mềm phân từ bên trong.
từ đó sẽ giúp giảm thiểu tình trạng phân khô cứng, khó đi tiêu mà không gây kích ứng ruột. Bên cạnh đó thì là galactofructose là một loại prebiotic tự nhiên có khả năng thúc đẩy sự phát triển và hoạt động của các lợi khuẩn. Tiếp theo thì FOS, fibregum và mủ chôm là các chất sơ hòa tan giúp làm mềm phân, tăng khối lượng phân và thúc đẩy quá trình di chuyển của phân qua ruột, giúp giảm tình trạng táo bón. Thành phần tiếp theo là men vi sinh gồm hai chủng lợi khuẩn là Bacillus clausi và Bacillus coagulan. Chúng được thiết kế ở dạng bào tử, có thể tồn tại được ở nhiệt độ lên tới 70 đến 80 độ C mà không bị tiêu diệt và chúng không bị ảnh hưởng bởi axit dạ dày. Hai điều này vượt trội hơn các loại lợi khuẩn sống thông thường và giúp Isotagon trở nên đặc biệt hơn và duy trì được hiệu quả tối ưu. Các lợi khuẩn trong Isotagon giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp tiêu hóa thức ăn và hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn, giúp tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy nhu động ruột. Ngoài ra thì các lợi khuẩn này cũng giúp thúc đẩy sản xuất chất nhầy trong niêm mạc ruột, giúp bôi trơn và bảo vệ niêm mạc ruột, làm cho việc di chuyển phân dễ dàng hơn. Cuối cùng là các vitamin nhóm B gồm B1, B5, B6 và vitamin PP. Chúng đóng vai trò quan trọng trong điều hòa chức năng của các enzyme tiêu hóa, giúp các chất dinh dưỡng được tiêu hóa, hấp thu và chuyển hóa thành năng lượng và các chất cần thiết cho hoạt động của tế bào. Bên cạnh đó thì các vitamin nhóm B này cũng được chứng minh là đem lại hiệu quả trong việc cải thiện cảm giác ngon miệng và làm giảm tình trạng táo bón đi ngoài khó khăn. Và nhờ các thành phần trên mà Isotagon đem lại hiệu quả đối với cả người lớn và trẻ nhỏ với các công dụng như: thứ nhất là giúp nhuận tràng, giảm triệu chứng khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng, táo bón đi ngoài khó khăn. Thứ hai là giảm nguy cơ mắc các bệnh lý đường tiêu hóa như là viêm ruột, ung thư đại trực tràng, trĩ, nứt kẽ hậu môn do táo bón kéo dài. Thứ ba là tăng cường chuyển hóa trong cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Thứ tư là giúp ăn ngon miệng hơn và tăng cường sức đề kháng. Bên cạnh đó thì sản phẩm còn hỗ trợ giảm căng thẳng do táo bón gây ra. Hy vọng rằng trong video hôm nay, mình đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về 5 cách tự nhiên để giảm táo bón hiệu quả mà không cần dùng đến thuốc nhuận tràng. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay bằng việc bổ sung chất xơ, uống đủ nước, vận động và xây dựng thói quen đi vệ sinh đều đặn. Nếu cần thêm sự hỗ trợ thì Isotagon chính là một giải pháp tuyệt vời dành cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích thì đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều mẹo hay về chăm sóc sức khỏe khác. Và nếu như còn bất kỳ thắc mắc nào về tình trạng táo bón hay là sản phẩm Isotagon thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi trên màn hình để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.